chào tất cả các bạn thân yêu. Trưa nay thì trời nắng lắm, nhưng mà Út thì mấy bữa nay Út nghỉ làm rồi Út ở nhà. Rồi bữa nay Út chặt lá. Mà sáng giờ mình nghe chặt ở ngoài này nè, chặt bập 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 ngoài này nè. Thì mình mới chạy ra mình coi thì mình thấy Út chặt xong rồi rồi ngồi trước cọng lá. Ủa, bọn để nó cho cân lá của nó luôn hay gì? Để cho hết luôn. Dạ hả? Cho hết luôn ở trong nhà không? Hai ngoài này thôi. Ở trong nhà luôn. Kêu cho mà phá cửa ai vô được. Bữa nào có nhà cái chặt cái bó lại bó luôn á. Có thể dành chút. Bữa nào đang nhà bó rất nhiều. Cái gói chị Linh có số chị tiện đó không? Nè có chị gói gọi đầu mà giờ lực nữa à. Nước lớn nè. Không những có không? Tắm thì kêu mà rủ mà bé thì mẹ đi tắm luôn. Mẹ tắm không? Tắm. Tắm không? Cả nhà tươi nắng cả nhà. À, chị đổ ra bên bên đông người tắm. Có hai người lội xuống đó cũng như như. Ăn sao có cây chuối nào không ta? Mẹ có cây chuối già không? Đúng chưa? Cây chuối già nó đâu nổi bằng chút xin. Già nó có chút xíu rồi. Có ai không rủ tắm chơi? Nực quá. Vút cho sắp lá rồi đi mày chịu vút cho sắp lá rồi đi mày thấy giờ đốt được nhiêu tàu rồi bổn à cả hai cặp quá hai giờ tàu hả có gặp sau nào chưa có mấy sao tao nhé thằng làm trình đành đó kìa bự không mới chết rồi đó sau đó ngứa đã luôn á mẹ ơi vô mới đó nghe này vô vô ơi tắm không nợ cơm nợ cơm mẹ ơi nợ cơm Khánh Dũng không Khánh Dũng không hả Khánh Dũng không Khánh Dũng không bơi không? Bảy hả? Bảy không biết bơi. Tập mà bảy bơi đúng rồi, tập mà bảy bơi. Không có hiểu sao cả này vẫn sâu à. Đúng rồi hả? Cái cây cái ở dưới cái cây nằm chỗ nào tôi không biết hết rồi phải không? Có cây mấy lá gì thôi á. Nơi dưới đâu có phải cây đâu. Có cái trụ á. Để về vũ có nghe tóc vũ không? Sáng giờ tôi ăn gì chưa? Chưa gì hả? Ăn heo không? Một tháng chị có mua 2 kg heo. Chị để nhà kìa. Ăn không? Qua thấy rau về nấu gì ăn? Nấu gì nhiêu ăn? Ăn không? Luộc nấu gì? Nấu canh chua. Chị cũng có tầm mấy cây cần tàu. Canh chua ăn. Canh chua nhiêu. Ăn cơm. Mà giờ mấy giờ giờ 1 giờ rồi để chút hết nó lá này mới được để nó héo dễ chịu nước ngọt cũng không bỏ nữa mấy hả nghĩ gì đem chút ra thôi để chị về chị hái ra ra chị nấu canh nghe rồi hết mình tắm rồi mình mới ăn chứ ăn xong tắm đâu nổi không ai tắm để chị về chị rủ em về rủ mà bãi tắm hơi cây mà bãi tắm không không tắm nha có hơi người nó không tắm nha thì hai người tắm vậy bởi vì rủ mà bãi tắm rồi mà bãi tắm không ở đây đi chút nữa chị chạy qua chị phụ giúp trời ơi quái tắm không tươi nắng nè tươi nắng căng viền kinh giờ nhảy Dũng chơi không biết lỗi chứ học cái bà luôn hết tập mà bà lội hen
lội bằng thùng hả? Thử đi, giờ xuống cả, cả nhà tập lội luôn, giờ bữa nay nước lớn nè. Đi, vô rửa mẹ tắm. Đi. Đi. Ủa mẹ với Nhung làm gì vậy? Lột da, da bò. Da bò. Lột cái da của con bò, ngày mai mình khắc nhuyễn cho mình xào đồ ăn. Cái này lột lâu lắm. À, mẹ, có chủ. Phải không? Trời lạnh quá. Hả? Trời, tao lại gần chết luôn mà mẹ nó lạnh. Tắm Nhung. Tắm thì tắm à. Nhưng mà hai kiếm cho em hai tới giờ em buộc lại cho 17 vậy. Giờ không biết lỗi giống được không đó. Hai tới giờ nào được không? Kiếm không, hai kiếm hai tới giờ khô quá. Nào giờ không có lỗi tắm Dũng. Bữa nay thánh tập mà bảy lỗi. Thánh tập lỗi hết hai đứa thành công rồi. Đi xuống Dũng rồi nước mặn ngập tới đây là nó gì đi đó khó chịu đó. Lấy cặp vừa khô. Cho 17, cho 17 ôm cặp vừa khô. Nhìn như nó ngạt thở. Nếu mặn ngập tới đây là như ngạt thở. Nãy giờ chưa xuống nước ngập tới bụng. Vậy hả? Vậy là nào giờ mà bảy chị đi xuất thôi. Đi giờ vô. Bây giờ mình đi vô mình thay y phù. Y phù. Ôi ra lôi cái bọc bè cột lên cây nó ảo cái vớ tao bọc bè bự quá nó trời thấp vô vớ sao lôi lôi bọc bè nó vô đây chắc tới ngày mai nước cạn luôn. Lôi là lại vô Dũng hay vô Dũng cảm cột mà. Nó tắm đây nè. Không tao đi lôi bọc bè nữa. Chị. Giờ tao ra tao lôi bọc bè xong mới vô tắm. Chứ không phải mẹ muốn lôi bọc bè tắm. Lôi vô để thôi nó cho nó đè sạch cái giấy làm sao vậy hả? Ừ. Bập bè đâu ra mà ai biết cái trôi trong đó nó lá vậy là cái bập bè trái. Cái bập bè là bập về nước mà loại bự chảng như con tâu vậy đó, như con tâu sình vậy đó, rồi nó bị tóc gốc rồi nó bị nổi lên mặt nước rồi giờ mình phụ ra phụ với mẹ vớt lôi cái bọc bè lên chỗ khác bạn cột nó giờ không có bị sạch cái vớt chịu tắm chứ giờ không để thôi lên sạch cái vớt. Út ơi, Út qua đây Út ơi. Đi ra ngoài vườn nè. Giờ mình tính là cả nhà mình đi tắm nhưng mà giờ mình đi hái rau tước rồi đi tắm lên thì đặng mình nấu rồi có ăn luôn chứ tắm lên đói bụng rồi đi hái rau nữa rồi cái xỉu à. Giờ thấy rau cần nãy mình đứng ở ngoài mình nhìn vô mình thấy rau cần của Dung mẹ qua đây đi mẹ. Mẹ nhảy lên mẹ có trời mấy lần ra đây đụng hoài luôn quên hái hay là lặt hái là cắt lặt cần lặt cần không có cãi lặt cần hết cãi rồi còn đâu lặt lặt cái nó dài thôi để thật non nhanh lên nè mẹ có kéo mà mẹ rồi. Vậy là cắt nó dài nha cắt nó dài hay trường cái đoạn non thôi cần cuốn dung tốt như vậy á thôi cần 17 cần của em á nó có nắng nhiều cho nên là nó xanh đậm còn của 17 nắng ít cho nên là nó xanh lợt nắng ít mà phân nhiều. Ừ. Cần của 17 phải nắng ít phân nhiều. Tại mà 17 toàn toàn là bỏ dê. Phân dê không mà. Ăn vô không biết có bị như lãi môn cũng được lãi. Lãi môn. Lãi qua vậy. Lãi cần. Em lãi vậy. Lãi cần rồi lãi môn. Lãi cái bẻ nó lãi như gì lãi môn. Lặt không kêu bằng lặt mà kêu bằng lãi. Tét ra tao tét ra hả tét tét hả ủa không những cái này nãy rồi lặt rồi lần ủa gì lại lặt rồi lại rồi tét lặt rồi lại rồi tét nữa gì đủ thứ kiểu kêu hết trơn nếu cái cần thanh mỡ mà phải lấy dao hai rưỡi mà bào mỏng 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 cái cọng này ăn mới được tại nó bự quá mà bự quá. Nhiêu đây nấu được nồi canh chua. Canh chua nghêu. Hồi sáng này cái rồi được rồi được rồi, nhiêu được rồi Khánh ơi. Hết luôn mẹ ơi. Thôi, không vô đây ốc. Đi đi gần gần hả chị? Đó nhiều lắm. Còn mong thương lý nữa. Hả? Ông thương lý rồi đó. Thôi, nhiêu này hả? Ừ, nhiều. Cái vậy cắt hết cái chậu đó đi mẹ. Hết đi hả? Thôi. Cái này cái gì chứ? Cái cà chua. Cà chua. Cà chua. Tính hút khỏi cây này. Cà chua đỏ. Ừ, cà chua bi hết cưng. Mẹ cắt đại ngang qua luôn mẹ. Mẹ cắt mà mẹ sợ nó chết. Đây.
ơi. Cái đợt ngon nó ra nè. Đó. Ăn luôn đợt ngon nữa. Vậy á. Lấy cái đợt non nhỏ xíu dưới. Chưa cái đợt trứng giữa hả? Rồi, rồi được rồi. Như đây đi rồi giờ mình ra ngoài vườn á, mình hái bông thiên lý. Tại ngày hôm qua mình ra mình thăm con chó con thì mình vô tình mình thấy được cái cây thiên lý của mình nay nó ra bông nữa rồi. Rồi mình thấy bông thiên lý. Trời ơi quá chừng luôn nè. Trời ơi nó ra chùm chùm luôn á. Bông búp hết ăn ngon không bông nở. À, bông nở không gấp gì cũng thấy hết rồi bảy ơi. Thường thường ta mua cái là mua bông búp rồi. Bông nở là mua. Không quá chừng. Thiếu nước nó héo nè. Thiếu nước mới héo gì. Cả ngày trời không mưa không có tưới. Quá chừng luôn. Hồi nó tưới nó chỉ hết. Mỗi một cái nách là có một cái bông. Mỗi một cái nách có một cái bông. Mà bảy dở nách mà bảy. Nhìn con mà bảy. Nách mà bảy có bông nào không? Ôi ôi con giống nè. Ôi giống nè có nè. Ôi ôi nè. Nè. Wow. Ôi ôi quá chừng luôn nè thấy không. Bên tay phải thôi nè. Bên tay phải thôi nè. 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 Nhiều ghê chưa. Bây giờ thấy nhiều lắm đó. Nhiều lắm ha. À mình thấy nãy giờ mình được nắm. Bữa nắm bò quá trời luôn. Quá chừng luôn. Mà nó không biết cái gì. Gì hơn nó thấy lạ lạ. Mẹ không biết hả? Không có mò quá trời nghe nè. Giúp con Trang nó không? Ủa nó bò lên mẹ không biết cái thiên lý luôn hả? Lúc đó chưa, chưa có bông. Trời ơi, cha tầm mấy năm nay rồi mẹ cũng biết mà giờ mẹ quên không mẹ muốn lẫn gì ta? Gì vậy? Bò đằng kia mà hai. Hả? Bò đằng kia mà. Bò đằng kia hả? Ừ chứ không phải bò đây. Bò đây là biết cái bông thiên lý rồi. Hả mẹ? Đắng hả? Hả? Đâu còn mua bò hả? Đâu có gì mà đi thân dưng nó đằng đẳng đâu có đâu lấy đây không mẹ đâu có má má mới bỏ cho mai nó trời đẳng đâu có rồi sai rồi đó ơi có đây không hả đi kia không cái gì á đi này biết đi kia gì á đẳng cái gì á cái này mình hái được một gỗ luôn nè cái đi phân ngồi ngồi đó đi coi chuyện dao dao gớp với đầu chết luôn á quá khó ơn quá chừng luôn. Mà bãi sống xí bên đó hả? Xí bên đây. Bên đây còn quá trời. Ý là cái cây thiên lý nó nhỏ vậy mà lá một bông này, cái này nó lẩu mà. Ngon lắm nè Út. Hồi lần đó người ta cũng mua cái này ta làm lẩu là chị hả? Ừ. Mua cái này làm lẩu là sạch nhất. Không có gì hết nè. Là chị hai em chỉ tặng chị bán nè. Đúng không? Chị tao bán cho đám tiệc nó hỏi ngon lắm. Cân á, đem cân cho người ta, đem đi đâu á? Đem nhà hàng thành phố. Cân á, ví dụ như một chùm bông gì mà bông nào nở là mình nhắc ra hết thì chịu ông búp hả? Cái bà có bông nở người ta không chịu. Đâu hên ra tấm cái mùa bông bông nở thì chứ thôi mấy móng nó tàn cũng hay luôn á. Rồi nhiều dữ lắm nè. Quá trời luôn, đầy đổ luôn. Nấu nó nhót rồi hả ngoại? Mình để vô lấy ra liền chứ mình đâu để đâu. Còn chùm bông rồi hả? Này nó không có nhớt, không ở dưới nữa cơ hai. Đây nè, đây nè, đây nè. Kế bên cái chùm bông nãy. Ở trong đó đó, ngay ngay đây đó. Cái này khoảng chừng 3 4 ngày nữa mình ra mình hái được đạt nữa. Gỗ luôn. Cho em về em ăn. Đó hả? Bắp gì nè, bắp gì nó mới chịu nè. Bắp gì là ăn sang đó mà. Ví dụ như nở gì cái là chỉ hái bông nở thôi. Hai. Hả? Phải lãi nở rồi hết, canh hái sao mà nó dữ lắm mà. Bông này sạch thiệt là sạch luôn hả? Bắp gì không, không có nở. Cái là bông này sạch thiệt là sạch luôn. Không có con sâu con bỏ nào đeo hết trơn á. Vô. Mình canh không? Bỏ thấy mẹ em ơi ra hái đi mà. Ủa 3 ngày nữa ra hái ăn thêm lần nữa. Tâm ngàn ký. Mất rồi thôi vậy. Chắc ăn bông này bổ nè. Tại vì cái bông không mà bóc y vậy nè. Cái nở ra là phải lật ra hết. Nó nở bóc gì cũng ngon rồi mà mày. Mình nở người ta không chịu không biết sao nữa. Chê nở thì nặng ký. Bóc rồi quá tài rồi ăn đâu có hết đậu gì đầy gỗ luôn. Nè mình lấy cái sợi dây ở trên cái tàu của cây dừa á. Thì ở trên đó cái yếm hả mẹ? Cái yếm của cây dừa.
thì cái đó nó dai dữ lắm. Thì mẹ lấy cái đó là mẹ làm sợi dây. Bỏ dao đó luôn hả mẹ, nhớ nha. Thử hồi quên à, vô nhà quên mất dao nữa. Bỏ giúp con hốt. Ủa ai làm gì cụp cụp ở ta? Đâu nè? Mẹ tàu dừa nó rụng xuống dũng rồi mẹ lau lên mẹ để lên bờ, đang mới mốt nó khô lại rồi mình ra mình gốc lá dừa mình lấy củi. Mình là dân ở vườn dừa thì vậy á, hả, ra mà thấy cái tàu dừa nó họ coi không được là mình xử lý nó liền. Nhưng Út thì giật cái tàu dừa đang chuẩn bị khô mà vậy mấy mẹ mới vừa qua tới. Hello. Hello mà bảy, bữa nay mà bảy mặc đồ rất là sexy. Phát hiện ra rồi. Chưa. Bữa nay mới phát hiện được. Dạo. Cái này nè. Cái bọc lá à, nằm ngay trước cửa cái miệng vớn. Giờ mẹ ra. Đi Út. Đi. Mẹ ra cái mẹ bãi không biết lỗi tên bờ đi nha. Nè bà bãi. Bãi này đây. Mà bãi đứng ra đi, mà bãi ngồi đó chờ Khánh chút đi. Lỗi luôn hả? Lỗi luôn, Khánh lỗi, mà bãi ngồi đó đi. Có gì đâu, hay bình thường. Bình thường như ăn cơm. Không, không lỡ nướng lá được. Đợi con, để con khoan, để con hụ đẩy ơi. Cái này một rồi mà cái một này nó quen quen. Mực này quen quen hả? Từ từ. Nghe mà cái bánh mực này rồi nè. Thiệt mà, bữa nhớ tới như vậy nè. Phải không? Hình như vậy á. Ê, vậy á. Rồi đẩy ra đi vô. Để đâu đắng à, eo đắng. Cái miệng vớn thì làm xích đằng này một chút. Này sao lôi lên bờ cho nổi. Cái bụp bè nó mắc kẹt ngay cái miệng vớn. Anh xỉ rồi đó Ông ơi. Đẩy ngược nó lại. Được không? Ngược nó lại nè. Hồi đó cách đây khoảng mười mấy năm về trước là mình chuyện tiền. Rồi Út, rồi anh Chè, rồi anh Dung, rồi cả xóm tụ tập con gái lại với nhau quậy phá tấm dũng. Hả, tưa tưa nắng vậy nè mà trời nước lớn vậy nè là phóng xuống dũng tắm á. Vô đây nè, lo vô đây nè. Rồi Út nó lặn mà sao là tú lặn á. Tú lặn luôn hả? Tú lặn luôn. Trời trời, chị Út sao tôi ngồi ở đây nè. Thánh chở thì Liên ơi, trời 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 thôi đứng ra. Ôi dạ. Được rồi. Hai đứa lên không nhầm gì hết. Dạ. Đây. Đây mẹ ơi, nhanh lên mẹ ơi. Không có lật đâu. Nè lắc nè. Lắc nè, lắc nè, đâu có lật đâu thấy không? Rồi bơi bằng chân nha. Không đi mà bãi. Không đi mà bãi kiếm cái cây mà bãi ơi. Chấm mới được. Kiếm cái cây chấm nó mới được. Đẩy thôi cái đòn đập lá. Này. Rồi chứ con gái bánh tre rồi đó. Không. Hả không? Mẹ lên mẹ. Thôi lên chi. Để ta đẩy vô. Hai đứa ngồi đẩy đi. Mà đang ngoài nhớ Út phải lật nhớ Út. Mà bãi lên luôn mà bãi. Con này nó còn chở nổi. Mà tôi cái lưới này mà tôi chặn gác á.
Nó vừa đè xuống rồi. Mẹ lên luôn mẹ. Thôi. Lên luôn, lên luôn. Lật đó. Lật. Lật nó mà lật. Nó nặng lắm. Nó túi ịnh luôn rồi. Mẹ lên luôn mẹ. Sao mất trời. Thôi lên không có được. Lên. À, lên có một lá rồi. Lên đi, lên đi con đẩy lên. Rồi mẹ khỏi đẩy nữa con với Út đợi lần lần đưa kẹt tay bây giờ. Ái da cái gì bập lá gì nó đâm nè. Ái da khổ không đâu. Em rất là sexy. Lên lên Út. Sao? Phải sao? Gió rồi gió trơn nè. Đứng không được nữa. Chạy nó vô đây nè. Úc à. Chế vô đây hả? Chế vô đây. Chế đây hả? Trăm nữa. Để con xuống thì con sẽ chết. Đẩy đầu đó ra đây. Đẩy 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 đầu đó. Đầu đó đi tước mới được. Đầu này đi tước không được. Đầu này chà không à. Có dây không nặng cọc nó lại chứ để thôi nó vụt ra. Cái cần xây cánh xuống luôn đi. Cánh xuống cổ chứ mà. Cái cổ này mắc kẹt rồi sao? Mắc cạn rồi. Lật lại cho nó không lật dưới. Lật lại. Muốn cổ đợi hả? Lật lại rồi. Đúng rồi. Lật lại. Ờ vậy đó. Đó. Được không? Nó không có lật cái bệ kia đứng trong dưới cho nó. Thôi thôi thích ra con đẩy nè. Đẩy đâu? Đẩy qua bển. Không đẩy đây đi, kéo đây đi. Đẩy qua bển. Cái cổ ở dưới không có được, mày sợ mày xuống cái lật cái bật lá. Chó nổi lên, rồi lôi lôi. Nè, lật chưa? Cái cổ này vô nó ăn được không cà? Đâu vậy? Nấu bằng gì? Nấu bằng cái gì hết? Nấu bằng cái gì? Cái nồi. Cái nồi nào? Này chứ không phải mượn cái nồi đó. Cái cổ này nhọn mày. Lật lên. Phải mượn cái nãy giờ đi được mà. Đó. Ở nãy ở này mượn cái chảo nấu đường. Lôi nó vô đường dũng cọt nó lại sao không cho đi tầm bậy bạ ăn cỏ ăn lúa của người ta mượn chảo nấu đường nấu cái son nào bỏ vô cho vừa. Ủa, dây bỏ quên bả sao mẹ đưa rồi cọt ở đây luôn rồi bà bảy đứng đứng đây nè bà bảy có mẹ nào làm đó. Mẹ nào ấy đừng nó có lại một phần một thôi. Coi sang tổng á. Coi sang tổng hết biết chân này gác lên bập lá chân kia gác bà. Đứng không ai thấy mấy dám đứng vậy chứ có người thấy đâu dám đứng. Câu 7 mà có ở đây là câu khỏi dưới chạy. Dần dần. Dưới chạy chắc chết chưa. Bộ có chuẩn vụt lút ra chứ thôi. Hả? Có chuẩn vụt ra. Thôi buộc luôn tàu lá này ha. Ông trên nó lâu rồi vụt hết. Buộc tàu lá lâu mỏng nhất nè. Chứ buộc cái ấy nó vụt. Buộc cái cùi nó không vụt. Nó không có chỗ nào bám lại hết á. Ừ. Tôi ra mạnh vụt lút. Vụt ra đè cái giấy, cái sạch cái giấy. Hờ, không một à. Thôi một đầu mày cột cái bập bè, còn một đầu thì mày cột cái bập lá. Ủa, bập bè với bập lá. À, bột cái bập lá lỡ, bột vô bập lá chưa lỡ. Chưa bột lá có cây gì nè, nó không nó giật, không thấy. Không à, không có sức, không có thôi đi. Coi chừng bập lá mụn giật luôn, bột lá tươi. Rồi, xong. Nhện nhện. Chị coi coi, chị coi coi. Nhện nhện nó quằn quện luôn. Nhện. Màu đắng màu đen. Nhện. Còn đau không? Ở đâu á, ốc là nó. Còn đau không? Người ta chết. Để anh
ở trong rừng mới chết, nhà nhện bự bằng bàn tay mới chết chứ. Về về về. Mang vé về mới cho chuột nè. Mình thì đi ngã kia, mẹ với ăn ốc thì đi ngã. Ôi, nhà đâu rồi vậy? Ê chị, làm đi. Vét dài ai bỏ ăn gom lượm vậy cho chuột cũng hết. Gom dép đi ốc để hồi mà bảy mới bắt chuột kìa. Giá này nó mua hết 14.000 mà bảy nó chuột nhau. Khánh mang không? Hả? Mang không à? Thôi Khánh cho bà bảy mang giùm á. Vô tả tiền công nha. Nó ấy gì cho chuột hết. Vô tả công. Mua dép nữa. Nó hả? Chuột 4.000 thôi nó rồi. Ừ, chuột rẻ. Đây đem giao đây. Cái tội không biết lợi, để thử cái cặp dừa biết lợi à. Nó lấy cái thùng dễ lợi hơn chứ. Hả? Cái thùng mũ á. Cái thùng mũ đâu có bàn cặp dừa. Trời ơi, cắp dừa nói thương thiêu ngon dữ lắm. Ở quê của mình không biết lội á. Hồi nhỏ mình cũng vậy, hồi nhỏ mấy đứa em mình cũng vậy. Hả, chưa biết lội á mà thích tấm dũng thì theo cặp dừa. Quải kẹp hai bên nách. Nên nó không có nổi bằng cái. Cho mà bảy cặp dừa kẹp hai bên nách đó nha. Đừng lên máy bay nha. Máy bay nổ. Nổ à. Nói một cái vô bệnh viện nằm lâu lắm á. Mày nè. Anh chụp rồi cho mà bãi. Đó mẹ à. Kéo dài dài ra mới kẹp nách được. Cái nách mà bãi bự lắm. Khoan được bự. Đi nè. Kẹp nách chuyện đâu nó. Kéo dài dài nó vượt. Kéo dài dài xuống tới nách luôn. Nó vượt đừng có cả. Cái vậy mà bãi có 1 gan thì cái nách mà bãi 2 gan rồi. Nó bãi cầm vậy nè. Trời ơi. Các bạn xuống dưới ngồi. Lúc lỗi không? Ốc biết lội mà cái đẹp nó làm chi? Ốc lội hơn con gái đi. Gái mà lội có cặp dừa lội vô nó khỏe hơn. Vậy là cặp dừa luôn đi Ốc ơi, chớ vui. Con tái cũng được mà tôi. Tái ngồi lên coi chừng bị nó vô cái càm á. Con tái bằng cặp. Cặp có lợi thế hơn. Con tái thì có hai cái quai. Chứ cái vừa trên người lôi mình vẫn không có được. À, mình tức lòng quay. Đâu hai cái quay con ốc đâu mẹ? Ừ. Hai cái quay hai bên vậy hả? Ừ. Dễ à, ôm. Dựa thêm một khô thảo không được. Này điếc. Điếc mà bẫy hào khô. Rồi, cho hai trái đi. Xin trái. Không lấy hả? Hả? Tại mới tôi lộ như gái. Bữa nay á, thì sẵn cái dịp là mình phụ mẹ lôi cái bập bè cột vô đặng cho đừng có cản trở ngay cái miệng giớn thì mình tập cho mợ bảy của mình lội luôn. Tại vì mợ bảy của mình á, là hồi nhỏ tới lớn giờ chưa có biết lội lần nào hết. Biết chèo ghe đi qua sông lớn sông nhỏ gì thì cũng chèo, nhưng mà bơi thì không biết bơi. Thì chèo ghe mà không biết bơi thì cũng hơi nguy hiểm. Già cả rồi mà còn không biết bơi thì sợ kêu không nổi. Giờ bữa nay mình tập cho mọi người mình bơi luôn. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Bà nắng quá, lội bữa cho mát. Bà bảy lấy nắng cho bà bảy. Lội để nó không bà bảy không sợ hả? Không sợ hả? Không biết lội mà đội nón chết rồi. Tính đội nón đâu cho biết lội gì vậy. Cho nổi lên. Rồi, giờ mình sáng dũng mình tắm. Đi mẹ. Bà bảy không biết lội. Thánh khoắn nha. Bà bảy dám xuống không hả bà bảy? Bà xuống đi. Mẹ xuống mẹ. Bà xuống là gì á? Tính ngã ngửa ra. Ốc cả ngửa ra không? Bơi nhà Thánh bơi hai tay giống người ta bơi lội luôn hộ. Ngã ngửa ra là bị. Ngã ngửa. Ngã không? Đồng mẹ không? Nè 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 đứng cái đây nè. Ngay đây hộp đậu chứ. Chỗ này cạn nè, mà bảy đứng ngay đây hòm, ngay đây hòm chứ đâu có. Hòm. Đây nè, thấy hòm mà bảy không có. Bảy coi nè, coi hai đứa vừa rồi bảy. Gặp nó hai đứa vừa nổi thương phiêu à. Chắc lội chắc kèm quá. Hả? Chắc kèm hơi vừa quá. Chị mà hiểm. Làm bơi hai tay á hả? Bơi hai tay á. Vừa nãy. Ốc chân lên hả? Vừa. Vừa lại chị mà mỏi.
Bên hai tay gì nè. Không có cây, không có cây. Đi đây không có cây. Anh đeo tay mà. Không. 17. Đeo 17. Thở chèm quá. Phải không, phải, không phải, không phải. Không phải ôm vậy. Không phải ôm vậy. Em ơi. Nè, xè xè hai tay vừa qua hai bên nách. Bỏ rồi. Bỏ cái ngực vô ngay tay vừa chứ. Thánh hai. Vô vô. Thôi đòi đòi cao mới chịu. Ngoái cầm quá, cầm quá. Rồi xuống yếu. Xuống rồi không sao, lộn xuống như vậy hay lộn ngược. Muốn xuống. Ốc bịch bịch mũi. Đứng ngay. Chỗ cái nó ngay đâu. Né ngồi cho ông thể hiện nè. Ông ra chú thiệt quá. Ủa. Ông có lòng mèo mà vậy sao á. Tới đừng thanh. Né. Cài ngay nè. Mấy anh chị cho mày phải tập lại. Càng mát. Anh chị cho mày phải tập lại nè. Mày nè đưa cái ngực cho đấy. Đưa dưới đấy. Nó khác cái này cái gọi á. Không có té. Nó khác nè. Con ngồi lên luôn. Mày dính dưới đây hả? Ai nó dính rồi. Còn nữa. Không có ra giữa dỗ. Trời ơi. Lạ hay gì á. Ở đây đi từ từ để ra giữa. Có gì dung vớt cho mà bảy yên tâm. Cái cứu hộ, cái cứu hộ gọi tên. Cái ngồi lên cái gặp giữa. Tao thấy nó ngồi lên về giữa giống luôn á. Nó tưởng như vậy thôi. Bơi vô đi, bơi vô đi. Nó nổi nè. Rồi đặt máy vào đi, hộp chân mới biết lội. Rồi đặt đi, cái gì Khánh cứu. Rồi đặt đùm đùm. Đặt đùm đùm. Nổi có tay bơi thì sao được. Rồi đặt đi. Đó, cái gì Khánh mình, cứu mình tập lần, mình tập. Ờ thôi, bye bye bà bảy. Rồi bà bảy. Đúng rồi bà bảy, bà bảy. Tới vô. Thì chó lẹ. Ôi tính được luôn vậy. Thì chó lẹ. Mày tính được nữa. Rồi tới đất nữa. Ngồi đi vòng về. Ngồi đi vòng về chó mạo. Đang giờ luôn đây nè. Không sao nè. Mẹ. Hả? Lộn vòng mà. Thôi ai lộn nữa. Ốc lên lộn ốc. Ngồi đã rồi. Ha. Mình bắt chước ốc thể hiện vòng ấy. Ngồi hay quá tại. Đó. Nhất luôn. Làm sao? Vậy hả? Rồi ngã ra. Đẩy cái chân á. Vậy hả? Bịch lỗ mũi lại hả? Đẩy cái chân nữa thì còn ngã ngang á. Ít chưa? Đau lưng á. Hả? Thế dùng cái chân hất người lên á. Lên đây, lên đây, lên đây. Chứ... hai người làm được hay hay. Chứ không có sức là nó ngã nó đập cái lưng xuống đau. Vậy hả? Như vậy cong cái chân lên đầu hả? Sắc vậy á, nhưng mà chị không ngồi chị mà bảy bơi qua đây. Ôi sợ phải ứng cái này kìa. Kìa kìa coi bà bảy thể hiện gì Dũng. Trời đất ơi, bà bảy làm bộ. Dũng cái dây treo à, đâu có bự đâu. Bà bảy làm bộ nhưng mà bảy làm bộ. Thôi, đừng cho vô, vô. Ngắt lại nha. Vô. Vô. Làm kiểu này lâu vô hơn kiểu hồi nãy. Kiểu hồi nãy mau vô bờ. Sao cái lôi nhanh hơn hả? Ừ, bơi ngược. Bơi ngược nhanh hơn hả?